Bụng đầy hơi, khó tiêu ngày Tết là do những thực phẩm này. Tết Nguyên đán đến là thời điểm các buổi liên hoan, ăn uống diễn ra. Không ít người gặp phải tình trạng đầy hơi, khó tiêu, dẫn đến ăn uống không ngon và cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng đến niềm vui ngày Tết. Đầy hơi có thể là do tiêu hóa thức ăn kém hoặc một số loại thức ăn không được cơ thể tiêu hóa. Một số điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến sự hấp thu thức ăn trong đường tiêu hóa, ví dụ như tình trạng của túi mật hoặc giảm lượng enzyme của tuyến tụy có thể dẫn đến hội chứng kém hấp thu. Điều chỉnh cách ăn uống và lựa chọn thực phẩm sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng này. Sau đây là 4 loại thực phẩm bạn nên hạn chế để không bị đầy hơi. 1. Các loại đậu. Đậu được biết đến là thực phẩm chuyên gây ra chứng đầy bụng bởi có chứa hai loại đường phức tạp mà khi qua ruột già sẽ tạo ra khí. Vì vậy, để tránh chứng bụng khi ăn đậu, bạn cần ngâm đậu trong nước một thời gian và sau đó rửa sạch chúng trước khi nấu. Điều này sẽ làm giảm lượng đường trong đậu và giảm bớt các chất khí. 2. Sữa và sản phẩm từ sữa. Trong sữa có một chất là lactose. Có một số người do dạ dày không tiêu hóa được lactose dẫn đến chứng không dung nạp lactose, gây chứng bụng, đầy hơi, khi uống sữa có thể bị đi ngoài, đầy bụng hoặc đau bụng. Nếu không dung nạp lactose, bạn nên tránh dùng các sản phẩm như sữa hoặc sản phẩm từ sữa như kem, sữa chua, bơ, kem chua và phô mát. Bạn có thể dùng các sản phẩm thay thế bổ sung canxi như các loại rau xanh đậm, tôm, cua, súp lơ. 3. Các loại ngũ cốc nguyên hạt. Các loại ngũ cốc nguyên hạt cũng là tác nhân làm dạ dày đầy hơi, bởi trong các loại ngũ cốc nguyên hạt thường có thành phần chính là các sợi thực vật có chứa carbon hydrate, khó tiêu hóa hơn các thành phần khác. Khi chất xơ này đến đại tràng, các vi khuẩn kết hợp với chúng sẽ lên men và giải phóng khí. Việc tiêu thụ các loại thực phẩm như bánh quy giòn, bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt nên được hạn chế để tránh đầy hơi. 4. Đồ uống có ga và nước soda. Các loại đồ uống có ga như nước ngọt, bia, khi tiêu thụ là bạn đã bổ sung cho hệ tiêu hóa của mình một lượng khí. Điều này làm người uống phát thải khí qua hậu môn, tệ hơn là ợ nóng ngay tại chỗ. Thay thế nước ngọt và đồ uống có ga bằng nước, trà hoặc nước trái cây là một lựa chọn tốt hơn cho bạn.